Hôm nay mình sẽ làm cái món đùi gà chiên theo kiểu gà rán KFC nhé, mà bé nào cũng thích nhé. Bây giờ thành phẩm mình vừa chiên xong ạ. Bây giờ các bạn vào bếp và làm với mình nhé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món gà chiên giòn nhé, cho bé nhé. Hôm nay mình có hai cái đùi gà này, mình đã hấp sơ khoảng 5 phút này, nó vẫn hơi đỏ. Nhưng hấp như vậy để khi mình chiên nó nhanh chín hơn ấy. Và bây giờ mình sẽ đi ướp. Các bạn châm cho mình cái da con gà nhé, xiên vào, hoặc là các bạn xiên nhiều vào, hoặc là các bạn khía nhẹ cũng được. Sau đó các bạn cho mình một chút hạt lên, một chút muối tiêu ấy, hoặc là muối bột canh mì tôm ấy, cho nó ngọt, hơi cay cay một chút ấy. Còn nếu mình cho bột ớt thì bé nhà mình lại không ăn được, nên mình chỉ cho những cái gia vị như vậy thôi. Và mình ướp khoảng nửa ngày, cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, ướp khoảng nửa ngày cho nó ngấm. Các bạn cứ xiên như vậy. Khi mà xiên xong rồi, bây giờ các bạn rắc cho mình nhé. Rắc đều cho mình một chút xíu bột canh mì tôm này, hoặc là các bạn dùng ít ớt bột cũng được nhé, ớt bột với cả một ít muối. Đây mình cho một ít bột canh mì tôm như vậy và một ít hạt lêm á, cho nó mặn mặn một chút. Mình không cho đường. Bạn nào mà thích ăn ngọt thì cho thêm chút đường cũng được nhé. Bây giờ mình trộn lên để cho nó ngấm vào, và sau đó mình cất vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa ngày nhé. Còn nếu các bạn không cất ngăn mát tủ lạnh thì các bạn ướp bên ngoài thì ướp cho mình khoảng nửa tiếng nhé. Có ít bột tỏi, bột hạt ớt nữa, đấy là với bạn nào thích ăn được nhiều gia vị ấy, thì các bạn ướp cùng nhé. Còn không thì cứ ướp như mình như này thôi. Và mình sẽ cất vào ngăn mát tủ lạnh, bọc màng bọc thực phẩm, cất ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa ngày. Vì bé mình không ăn được cay nên mình hạn chế nhiều gia vị, nhưng mà làm theo kiểu này vẫn rất là ngon ạ. Sau chiều mình chỉ sẵn đi tẩm bột thôi và chiên thôi. Chúng ta sẽ có những miếng gà rất là ngon lành mà không sợ gà đông lạnh nhé. Rồi bây giờ cho ngăn mát tủ lạnh thôi. Đây, khi mà nó đã tan hết gia vị ấy, nó không còn gia vị rồi như này ấy, thì các bạn bọc cái màng bọc lại và cất vào ngăn mát tủ lạnh. Và chúng ta ướp trong vòng nửa ngày. Các bạn có thể là chiều các bạn mua về các bạn làm, sau các bạn cất trong vòng một ngày, sau đến chiều hôm sau các bạn đi làm về các bạn làm, hoặc là sáng mua về chiều các bạn làm như mình như này. Rồi đây, để trong ngăn mát tủ lạnh nhá. Chuẩn bị nhé, khi mà để trong ngăn mát tủ lạnh rồi được khoảng nửa ngày rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị cho mình bột chiên chiên mịn này, và bột chiên giòn này. Bột chiên giòn này các bạn bóp đi nhé, cho nó nhỏ đi nhé, không là nó to quá thì khi mình chiên nó sẽ không ngon đấy. Khi gà mà để trong ngăn mát tủ lạnh các bạn, cái nước ướp gà này các bạn hòa với cái bột nhé, cho nó thành cái hỗn hợp sền sệt đi. Ít nước quá thì mình có thể cho thêm, hòa với nửa cái bột chiên mịn này thành một cái hỗn hợp sền sệt. Sau đó mình nhúng gà vào cái bột chiên mịn này, nó đã hòa nước này rồi. Cái bột chiên mịn này nhé, cái
cái gia vị mà ướp gà ấy, thì mình hòa cùng luôn ấy, để cho cái bột này nó hơi đậm một chút ấy. Các bạn nhúng gà vào bột chiên nhịn như vậy. Các bạn đã hòa nước ấy, bạn gắp gà ra cái bột chiên nhịn bên cạnh, bạn lại tiếp tục bạn nhúng gà vào. Sau đó mình mới nhúng vào bột chiên xù xong. Không dùng trứng cho nên mình bột chiên mịn mình chia thành hai phần, một phần khô, một phần có nước. Còn các bạn nếu dùng trứng thì các bạn thay cái bột chiên mịn này, bột chiên mịn có nước này, thành cái bột khô nhé. Nướng thêm một lần nữa để cho bột nó ngấm này. Nướng lần nữa cho bột nó ngấm vào để cho nó có thêm bột ấy. Sau đấy mình sẽ cho ra cái bột chiên xù. Cho cái bột ướt vào như này thì nó sẽ dễ dính cái bột chiên xù hơn. Và bây giờ các bạn tẩm tiếp vào bột chiên xù. Tẩm qua tiếp cái bột chiên xù. Các bạn tẩm qua tiếp cái bột chiên xù. Tẩm qua tiếp cái bột chiên xù như vậy. Để cho có một lớp bột chiên xù nhảy. Là xong cái này rồi. Bây giờ mình sẽ mang cái này đi rán nhé. Và cái này mình làm tương tự. Đây cái này tương tự các bạn. Cho cái bột chiên xù vào để nó bám đều đi. Các bạn để cho nó rán lửa dầu cũng được nhé. Sau các bạn đợi cho nó cứng một mặt thì nó cũng lật nhé. Vì gà mình hấp rồi ấy, cho nên gà nó sẽ không no là nó lâu chín nữa. Để khoảng 3 phút cho nó cứng cái mặt gà xong rồi đặt. Và lưu ý là chiên cái nửa vừa thôi nhé. Các bạn ơi, khi để được khoảng 3 phút mặt gà nó cứng mặt thì mình lật nhé. Và cho cái đùi kia vào chiên cùng luôn. Cho cái đùi gà nữa vào mình chiên cùng luôn. Chiên ở nhà thì nó sẽ nhìn cảm quan ấy, có thể nó không đẹp bằng nhưng mà ăn thì vô cùng ngon. Mỗi mặt các bạn để khoảng 3 phút này thì nó sẽ cứng lại, thì khi mình lật ấy, thì nó không bị lông bột ra nhé. Các bạn ơi, một cái xong rồi nhé, mình để ra cho nó ráo dầu. Còn cái còn lại mình chiên tương tự nhé. Và mình không quay chiên nữa. Bỏ ra thưởng thức thôi. Các bạn thấy không, cái miếng đùi gà của mình khi mình chiên này nhìn rất là hấp dẫn này. Các bạn nhìn thấy giòn ngon này. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nhé. Đùi gà mình tự chiên nó ngon như nào nhé. Bây giờ nha các bạn nhé, mình sẽ cắt nhé đùi gà của mình nhé. Wow, bên ngoài thì rất là giòn ạ. Các bạn có thể nghe thấy tiếng bên ngoài rất là giòn như này. Rất là giòn. Bên trong thì thịt nó mềm và ngọt ạ. Các bé thì rất là thích cái món này. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ nha các bạn nhé, mình sẽ cắt nhé đùi gà của mình nhé. Wow, bên ngoài thì rất là giòn ạ. Các bạn có thể nghe thấy tiếng bên ngoài rất là giòn như này. Rất là giòn. Bên trong thì thịt nó mềm và ngọt ạ. Các bé thì rất là thích cái món này. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.